To cái gì cũng to, cái này là xưa rồi. Còn anh Duy cái người to chỉ có cái eo là nhỏ thôi. Lisa ngon thì qua Việt Nam kiếm tiền, Duy ngon thì qua Việt Nam kiếm tiền, xem kiếm tiền có nhiều hơn bọn chị không cưng. Ủa em đang ở Việt Nam mà chị? Thì nói chung tiền em thì em không có so sánh với ai hết á, nói thiệt với chị luôn á, em chả so với chị, em biết chị là ai đâu so. Nhưng mà ví dụ như cô em như thế nào thì chắc chị cũng biết được chút đỉnh rồi đó, cũng biết được chút đỉnh rồi đó. Chị nhắm mới chơi nổi chị chơi, chơi không nổi thôi thôi, chứ giờ em không biết chị có nhiều tiền đâu trời. Chắc chị Lisa Phạm lẹo lưỡi tính kêu qua Mỹ đúng không, tính kêu qua Mỹ. Đúng rồi, thường thường á giá Thí dụ mà nói với anh chị em vậy nè, ở bên Mỹ làm mướn kiếm tiền cho Mỹ nó thường thôi, ngồi ở Việt Nam đúng không, ngồi ở Việt Nam làm giàu nhờ Mỹ nó mới đẳng cấp. rồi. Có phải là cái địa chỉ ICD đúng không? Con Lisa Phạm Lai xin bọn ba sọc từng đồng chứ hay ho gì. Chắc nóng quá ghi lộn anh. Ở bình tĩnh Lai chi Lisa, cứ ghi cho nó rõ ràng đi, đâu có ai hỏi đâu. Rồi còn gì gì nữa, gì chen nhóc nữa. Chưa thấy vô. Việt Nam kém phát triển hơn Mỹ, ngu mới sống ở cái nước kém phát triển hơn. Rồi kệ mẹ nó, cái ngu thì cũng có 90 triệu người ngu chung với mình chứ đâu có ngu mình đâu mà buồn, đúng không? Đúng không? Má ngu thì cũng có 90 triệu ngu chung với mình thôi, đâu có sao đâu, không cảm thấy buồn. Chỉ ở lẻ loi á, mình chỉ cảm thấy cuộc sống mình lẻ loi, nhiều khi mình thèm tiếng tiếng mẹ đẻ mà không ai nói với mình. Hoặc là mình sống một cái nơi nó hoang vu, nó hẻo lánh này nọ kia, nó không có được tình người á, thì mình mới sợ buồn thôi. Chứ còn ở Việt Nam nó thiệt á, đường phố mà phải vén người ra mới đi được đó nha, nó đông tới cái độ đó đó. Thí dụ như giờ bạn trước khi chết có một đống thằng chết chung với bạn, bạn bảo đảm bạn không có buồn, bạn mới chết lẻ loi đống kia sống, mình chết mình mới thảm chứ. Em muốn mua cuốn Ghim Phổ thì mua ở đâu anh? Cần gì mua cái Ghim Phổ, em mua súp là tặng Ghim Phổ cho em rồi. Còn coi bản online trên mạng download về. Chào Duy đẹp trai số 2. Sống ở nước ngoài buồn nhớ Việt Nam chết luôn. Em thấy rất nhiều người Việt Nam muốn qua Mỹ, anh cũng muốn tụi nó qua Mỹ luôn đó em. Anh nói thiệt á, tụi nó Việt Nam tụi nó nghèo quá, anh đâu bán hàng được cho tụi nó đâu. Thì tụi nó đi qua Mỹ đi, sau này tụi nó giàu về đây, tụi nó có tiền tụi nó mua hàng của anh. Anh rất là tha thiết muốn tụi nó đi Mỹ luôn á. Anh cũng nói chung anh hơi sức anh không có giúp tụi nó đi Mỹ được, anh chỉ cầu nguyện thôi, anh chỉ cầu nguyện tụi nó đi Mỹ được nhiều nhiều đi. Tại vì nó đi Mỹ được nó giải quyết cho mình nhiều việc lắm em. Trong đó có cái lợi ích của quốc gia, trong đó có lợi ích của cá nhân nữa. Tụi mấy em á, tao cùng cùng với anh thắp hương nha, cầu cho mấy bạn nó đi Mỹ nha. Em ở trong nước bị cộng sản đè đầu tức quá, chị Lisa về giúp em với hả? Dân Sài Gòn đồn độ đẹp trai Duy Nguyễn số 2 không ai số 1 đúng không anh? Ủa sao em biết hay vậy? Sao dạo này không ai lên phản biện với anh Duy giống Hùng Phạm vậy ta? Xem cười rớt dái, ai biết? Có khách thì tao mới mời được chứ không có khách sao tao mời mày. Bữa nay có camera lại rồi nè, ai lên lên lẹ cho em. Nói có bữa đó mà camera cũng hiểu sao nữa. Thông báo mấy thằng Bắc Kỳ đừng bố láo nha, tao không muốn nghe chửi đâu. Đó anh Lưu Ly thông báo rồi kìa. Nói chung á, vậy anh Lưu Ly thường thường á, ví dụ như con mà ra đường mất dạy á, mà muốn cho người ngoài ta không đánh á, thì mình phải đánh nó trước. Đó, thì em chỉ nói một câu vậy thôi, anh Lưu Sơn Tây hiểu gì? Ủa Lưu Ly hiểu gì? Đó, lặp lại nha, ví dụ như con mình ra đường mà mất dạy á, muốn cho nó còn sống á, thì mình lôi về nhà mình quánh trước.
giống như phản động ra đường mà bị công an bắt là còn sống á, quá đụng mấy dân nhậu lên nó ghê lắm mày ơi. Sao lại nói bắt vậy anh Luli? Tại anh Luli là người bắt thì nói bắt. Anh Duy nghèo lắm. Cần gì nói Trương Thành ơi, nó coi tao nhiều nó biết mà. Mẹ giờ lông lông cẳng tao mấy cọng dám biết luôn nữa. Phải đọc kỹ tay lưu ly nhé. Ừ, cha đó thâm lắm. Ông má ngồi nhìn ra đang đang làm việc mà. Ông đang làm việc lâu lâu suy nghĩ ra mấy câu comment hay não lắm. Chị Lisa trốn đâu mất tiêu rồi. Không muốn người ta giết mình giết trước hả? Bậy bậy ba. Thằng nào giết cũng chết hết. Nói chung không muốn người ta giết thì mình về mình quýnh cho nó thiệt vô. Chào anh Mai Tyson. Em cũng người Bắc mà có láo gì đâu, thì đâu có ai, anh đâu có nói là người Bắc láo. Nói chung á là đất nước Việt Nam mình á, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên mà. Phim Việt sao mãi vẫn dở vậy anh nhỉ? Đầu tư cũng lớn lắm mà, lớn mẹ gì. Phim Việt Nam đầu tư dở ít lắm em. Việt Nam mình nghèo tiền nó đầu tư phim, đúng không? Phim Việt Nam phải mướn mấy thằng cơ bắp như anh nè, còn qua đóng vai sói ca, đúng không? Đầu tư phim là phải có cảnh sát dọn đường, đúng không? Phim trường nó phải rộng, máy quay nó phải nhiều, dựng phim nó phải chu đáo vô, hậu cần hậu kiếp này nọ vô. Cái cảnh nào bánh bèo thì bánh bèo, cảnh nào sử thi là phải sử thi, đúng không? Anh làm phim anh biết mà tốn tiền lắm em ơi, Việt Nam mình chịu sao nổi. Nó bỏ 1 tỷ bạc ra làm phim hài coi chơi thì được thôi chứ. Còn nói thiệt mà phim mà nói cho mấy em nghe nha, mà phim một tập thôi, một tập chừng 1 tiếng rưỡi á. Một tập 1 tiếng rưỡi á, nói không? Mà làm phim mà sử thi này nọ coi không dám nói cỡ Hollywood nha. Phải vài triệu đô la. Vài triệu đô la, đó là với điều kiện là cát-xê của Việt Nam nó còn rẻ đó em. Bối cảnh Việt Nam nó còn rẻ đó, chứ không phải giỡn ăn đâu. Mà giờ thằng nào dám bỏ vài triệu đô la ra làm bộ phim, không mà được thì được, mà không được thì nó coi phim lậu hết, cho tối cho chết. Nó cũng ghê lắm em ơi. Cũng đơn giản thì em nghĩ đâu, trừ khi nào nhà nước chịu chơi thôi. Giống như thấy phim Tam Quốc, mấy phim bên Trung Quốc nó nhiều tiền nó làm, nhưng mà phim còn được, đúng không? Việt Nam mình sao làm nổi. Nội mà tên gì tái tái hiện Bạch Đằng Gia, Bạch Đằng Giang thôi là thôi, tao thấy biết nguyên bao nhiêu tiền rồi. Đó. Cho anh vô đóng vai Trần Hưng Đạo nha. À. Trần Đạo đứng ra gồng 6 múi. Tiết Chế Dương, Trần Quốc Tuấn mới được nghe. Trời đất ơi, cảnh đó mà livecam bay trên sông Bạch Đằng phải chắc 10 con. Đóng đóng cọc đó nữa. Chơi phải chịu chi nữa. Nhưng mà tàu cá con cái bị lủng tụi bay sót như quỷ vậy đó. Bây giờ đóng cái phim đó hư cả ngàn tàu của Thoát Ha. Của nhà gì quên mà Thoát Ha không đồng lộn em. Đúng không? Hư ngàn tàu của giặc luôn, tàu mình nữa. Đó, dám chơi không? Việt Nam mình làm gì có dám chơi cảnh nào mà sập nhà đâu. Đúng không? Việt Nam mình đâu có dám chơi cảnh nào mà xe nó đụng nhau rầm 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 đâu. Tốn tiền thôi giống gì đó. Đó mà chưa kể làm phim chiến tranh đó là phải mượn vũ khí của mấy ông quân đội nữa mấy em. Mấy cái xe tăng hư đó, chạy cho đụng mẹ đi. Đó để tạo ra cái vẻ hoành tráng. Đúng không em? Rồi mấy cái máy bay B-52 của Mỹ á, ráng lắp dầu cho nó bay bay lại đi, rồi xong mình bắn cái đùng cho nó rớt thiệt đó. Chơi như vậy đó nó mới nhiều, nó mới hoành tráng. Chứ còn làm mấy cái phim xàm xí đú kiều nữ cặp đại gia thì nó dễ rồi, nó đâu có gì đâu, đâu tốn tiền nhiều đâu. Đừng nói anh Di bóp nát quả cam nha, không anh chỉ cần bóp nát quả bưởi thôi, anh không chơi bóp nát quả cam. Cho Di làm nữ bố trong phim Tam Quốc nhé cũng được nữa. Trời đất ơi, nữ bố là ok rồi. Thằng nữ bố mặc dù nó hủ dũng vô mưu nhưng nó là một trang hào kiệt của thời đại đó. Di Nguyễn dạo này kêu thật không chào không trả lời. Trả lời thấy mẹ luôn chứ chào không trả lời hồi nào. Hôm qua Việt Nam thua Nhật rồi. Ủa tại sao vậy? Nhìn anh Di giống thằng nữ bố vậy. Ừ anh giống nữ bố mà. Lữ Phụng Tiên á.
Tự nhiên nãy chị Lisa vô được vài câu rồi đâu có tiêu rồi trời. Đừng nói làm bong móng nữa là nha. Làm lẹ lẹ vô chị ơi, làm mẫu ổ thôi tụi nó không có biết đâu. Đúng không? Bình thường mình vẽ sao vàng 5 cánh thì giờ mình vẽ sao vàng 3 sọc được rồi. Nó cũng biết đâu, nó cũng tưởng là sao như thường nè. Có lộn sao là vì có sọc, sao có cánh. Lữ bố ham gái lắm anh, đàn ông thằng nào cũng ham gái mày. Như đắc kỷ trụ dương coi đã anh. Em thấy Triệu Tử Long hay hơn. Triệu Tử Long là thời sau em. Tại Triệu Tử Long nó vô vai là chánh nghĩa em. Em hiểu không? Nó vô vai chánh nghĩa, còn Lữ Bố vô vai phản diện nên em cảm thấy giác nó vậy thôi. Chứ nói về độ quýnh lộn, anh nghĩ Lữ Bố nó trên một bậc đó. Đúng không? Lữ Bố là chiến thần mà, nó còn chiến thần Lữ Bố mà. Khi mà nó chết đi rồi thì Triệu Tử Long mới lên. Tại vì sao anh nói vậy? Đúng không? Tại trong cái trận á mà Triệu Tử Long nó cân với Trương Phi, nó chỉ ăn Trương Phi đừng chút thôi đó. Còn trong khi Lữ Bố nó ra nó cân thằng Trương Phi với thằng Quang Vũ nó ăn luôn mà, Lưu Bị ra nữa nó mới thua đó. Nhưng mà tại vì lúc mà Lữ Bố thời mà nó còn đi theo đi gì Đình Nguyên hả phải không? Đình Nguyên gì đó, cha đầu đời của nó đó, thì lúc đó nó còn mạnh lắm, nó võ nó cao, nó theo Đổng Trác nó võ nó cũng cao nữa. Nhưng mà riêng cái thời mà Đổng Trác chết đó, Đổng Trác chết rồi nó gặp Điêu Thiền mà nó gọi nó ngày 3 đêm 7 này nọ, nó mất sức quá nó quýnh không lại. Còn cái thời Đổng Trác thì Điêu Thiền phải chia đôi mấy em. Thời Đổng Trác là Lữ Bố nó dụng trộm với Điêu Thiền thôi đó, còn Đổng Trác là mới hưởng thụ Điêu Thiền thật, đúng không? Ví dụ như Tần nó dụng trạm chừng 3-4 lần thôi, sức nó còn mạnh đó, còn nó quýnh còn ok lắm. Còn sau cái thời mà ra lập môn hộ kêu là gì hầu gì quên bà nó rồi, cái gì hầu á quên rồi đó, nó bào Điêu Thiền bào nó quá, khúc cuối nó bị Tào Tháo giăng lưới bắt. Đại ca vẽ sao vàng 3 sọc cho em coi đi đại ca, tao nói lộn mày ơi, nó lộn. Học dịch còn lộn mà nó lộn quá, câu bắt bẻ ghê mày. Đại sứ quán Mỹ lại ẵng về vụ dân chủ ở Nghệ An bị tù 20 năm đó Di Nguyễn. Ủa kệ mẹ nó anh ơi, nó ẵng có bài rồi. Chắc cha đó bị tội gì thôi chứ làm gì chuyện dân chủ mà ở tù nghe kỳ vậy, đúng không? Tội gì, tội 20 năm mà chắc tội lật đổ chính quyền luôn rồi chứ tội gì. Hồi đó có core BCA nên, hồi đó không có core BCA nên cũng khó. Anh Di thấy Lữ Bố với Quang Vũ ai hơn? Trời đất ơi, Lữ Bố hơn nhiều mày ơi. Lữ Bố hơn Quang Vũ nhiều, đúng không? Nói chung hai thằng đều ngu như nhau, đúng không? Nhưng mà Lữ Bố võ công cao hơn em. Nhưng mà có cái phim mà Quang Vũ ngoại truyện đó em, nó nói về cái tình cảm giữa Điêu Thiền với Lữ Bố. Anh không biết Điêu Thiền nó mất trinh cho nào trước luôn á. Có giả thiết nói là cho Lữ Bố và cuối cùng Lữ Bố, lộn, có giả thiết nói là của Quang Vũ và cuối cùng Quang Vũ hốt đi và giấu nó ở Hắc Mộc Nhai đó. Lật đổ chính quyền nhân dân hên, nó chưa khung tử hình. Anh làm Lữ Bố, vậy Điêu Thiền làm Lý Nhã Kỳ được không anh? Được, ông Lý Nhã Kỳ tao chịu đó mày ơi. Hồi nhỏ tao mê bà Lý Nhã Kỳ dữ lắm. Trời đất ơi, nhìn nó phốt phát cái tướng nó đã gì đâu. Mà giờ theo năm tháng tao trưởng thành và tao vậy thì chị Lý Nhã Kỳ già luôn rồi. Lật đổ chính quyền mà liên kết với Việt Tân luôn hả? Ghê vậy. Việt Nam có ông tướng nào cân được Lữ Bố không anh? Có Di Nguyễn nè em. Anh đánh giá sao về Khổng Minh anh Duy? Đánh giá sao về Khổng Minh, đánh giá về cái gì? Về độ đẹp trai hay là gì? Nói chung nói về Khổng Minh á, anh nghĩ Khổng Minh là quá thằng đĩ đực đầu tiên á mà anh biết. Khổng Minh nói chung là tất nhiên thì cũng có những thằng nó làm nghề đĩ đực trước, giống như là Lao Ái, đúng không?
Lao Ái làm đĩa đực cho mẹ của Tần Thủy Hoàng, nhưng mà cái chuyện đó nó nổi tiếng bằng 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 cái chuyện của gì quên rồi, cái chuyện của Gia Cát Lượng. Tại vì cho dù Lao Ái có làm trai bao á, đương nhiên mà làm bà trai bao cho Thái hậu thì Thái hậu đâu có xấu, đúng không em? Thì cái đó coi như là cũng là hưởng đi đó. Thái hậu mà vua xài đâu có bao nhiêu đâu mấy em, đúng không? Vua xài không bao nhiêu, vua băng hà rồi nó. Mà lúc đó đó là Lã Bất Di á là quan, đúng không? Đâu có đi vô triều mà vụng trộm được thường xuyên, nên hàng còn mới lắm đó. Nên Lao Ái này kèo này không thể gọi là kèo trai bao được. Nhưng mà riêng á Gia Cát Lượng á trai bao là xiềng luôn. Em biết tại sao là trai bao không? Tại vì mình nói về mưu mưu lược hùng tài của Gia Cát Lượng á là xưa nay là thiên cổ khó tìm, đúng không mấy em? Xưa nay là thiên cổ khó tìm được một cái người nào á mà có cái mưu lược hùng tài như Gia Cát Lượng đó. Nhưng mà Gia Cát Lượng đó muốn học thêm 36 trận địa sát, 72 trận kim cang là dạy miễn phí rồi, còn 36 trận địa sát là tuyệt kỹ, gọi là nó nằm ở trong cái gì đâu, là cái điều tinh hoa nhất trong những cái trận pháp của Hoàng Ngạc Ngạc gì Hoàng Thừa Ngạc đó. Có thể nhớ nhớ lộn Hoàng gì Ngạc Ngạc á, Hoàng Thừa Ngạc. Mà nó mà cái ông này đó, ông nói là cái chiêu này là ông làm của hồi môn cho con gái vậy. Mày muốn học quá thì phải bán dâm cho con gái tao, mà đau một cái á là Gia Cát Lượng đẹp trai, Gia Cát Lượng tài giỏi, mà con nhỏ con gái của thằng cha này quá trời xấu luôn, quá xấu, mà thuộc là một trong năm người phụ nữ mà xấu nhất Trung Hoa luôn mấy em đó, hiểu chưa? Nên bấm bụng kệ mẹ nó để cho nhỏ này cướp đời trai luôn, học 36 trận đó xuống núi đó. Nên sau này bạn thấy Gia Cát Lượng đánh giặc hoài là kể như trốn vợ ở nhà đó. Trời đất ơi, mẹ gặp nó nhìn không nổi mấy em ơi, tối ngày đánh giặc mà cái gì mà 7 lần xuất 9 lần xuất Kỳ Sơn đó, đúng không? Chứ bạn nghĩ ra thường thường á người ta đánh lộn, người ta nói là nhất quá tam, quýnh 3 lần không thắng là đủ nản rồi, ông này cũng đi tới 9 lần luôn. Trời ơi trời, không có gì lý do trốn vợ chứ lý do gì? Tại vì một người phụ nữ ở nhà nó quá trời là ghê gớm đi, ông chịu không nổi, ông thà ông chết nơi chiến trường chứ ông không chịu chết trên giường. 36 trận đó, bởi vì ra ngoài đường á là ông thi triển những trận pháp của ổng là đâu có ai biết được đâu mấy em, đúng không? Cái trận của Từ Thứ là chuyện nhỏ, Gia Cát Lượng chơi những trận ghê hơn. Lúc đó là Gia Cát Lượng nó yêu con Tiểu Kiều á, nó yêu con Tiểu Kiều, đặt nhỏ sau này là vợ của Chu Du nó, nên Gia Cát Lượng với Chu Du nó thù oán nhiều cái lắm. Mẹ từ thừa từ thù oán đàn bà cho tới thù oán trên chiến trường nữa mấy em. Ủa mà lịch sử Trung Quốc là Di học theo trường lớp hay là đọc theo truyện? Cả hai luôn chứ chị, cả hai luôn chứ. Ra giang hồ nằm gai nếm mật mấy ai hiểu. Tư Mã Ý không tài như Gia Cát Lượng nhưng vẫn thắng nhờ chữ nhẫn. Không phải nhờ chữ nhẫn mày ơi, tào lao thằng đó mà nhẫn cái gì, nó nhẫn sao nó mém chết ở ở giờ ở gì ở ở gì Phượng Hoàng Cốc, của phải không ta, đúng không? Sao sao mém chết ở Phượng Hoàng Cốc được, nó không nhẫn đâu. Nhưng mà bạn biết là sao là Tư Mã Ý thắng không? Tại vì á ngày xưa đó, trước thời Tam Quốc nó có một cái câu đó: không sợ địch mạnh như hổ mà sợ đồng đội ngu như bò đó. Gia Cát Lượng rất giỏi nhưng mà có đàn em ngu như bò đó. Ngược lại Tư Mã Ý thường thường thôi nhưng mà có đàn em VIP hơn nhau ở chỗ đó nè, hiểu không?
Chứ em nghĩ cái trời đất ơi, cái thờ giác lượng mẹ toàn là phản không à. Người ta dạy cấm quân ở dưới đất không chịu leo lên núi cho nó cao. Ở dưới má bọn kia nó bao vây xong nó cắt nguồn nước ở trên đáy nhà mà uống. Nhưng mà nói chung cái sự gọi là diệt vong của triều triều Thục lắm em. Nó cũng là thiên thời mà địa lợi mà nhân hòa. Nó tự nhiên cái thằng kia nó nhảy núi nó không chết. Bạn nhớ cuối không? Để vô được cái khu cái thành Tứ Xuyên mà thành đô đó, Hiệp định thành đô năm 90 gì đó em, nó là chỗ đó đó. Để vô được cái thành đô đó đó, nguyên cái đoàn quân nó nhảy từ trên núi nó nhảy xuống mà em. Lúc đó nó nhảy là một á, là sống á, là chiếm được thành, mà chết á, là thành con ma yêu nước đó. Bạn có coi khúc đó không? Còn nó nhảy xuống nó không chết, nó nhảy xuống không chết là nó chiếm được thành luôn. Chứ cái thành đô rất khó vào nha, cái cửa là công không nổi rồi đó, công đi cửa chính là công không được, phải leo núi nhảy vô. Má xui sao má leo núi nhảy vô mà nó không chết, nó không chết là mất nước luôn. Lúc đó một thằng tên cũng Duy nhưng mà là Khương Duy, mưu kế không thành thôi tự tử. Thượng phương cấp hả? Lúc đầu Gia Cát bị con nhỏ dụ che mặt văn thơ. À đồ thằng này coi phim rồi. Con nhỏ che mặt là che coi phim rồi đó hả? Con nhỏ không che mặt mày ơi. Con nhỏ đọc thơ, đọc thơ văn chương la lá hẹn nha này hẹn nha ra bờ suối, cái tướng body mông lắc bạc 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 bạc, thằng đó không đó nổi dục rồi. Gia cái lượng đó tụi má tính chơi là thiên nhiên rồi, đòi đòi đồ qua xứ rồi, tính ôm sao đẩy tư thế kia rồi, quay mặt một phát một nhỏ bật ngửa luôn. Từ lúc Quan Vũ chết là nước Ngụy nước Thục suy rồi, nói chung là ba anh em Lưu Quang Trương mẹ được cái phổi bò thôi, hiểu chưa? Đánh dở quá, quá nghĩ rồi á. Cái phim đó đó hoặc là cái câu chuyện nó nói về ba anh em Lưu Quang Trương, nhưng mà sau khi ba anh em Lưu Quang Trương chết là đời nó hết rồi, còn gì nữa, mất đi cái Kinh Châu là cái như xong mẹ rồi, thành cực kỳ quan trọng. Khương Duy là đệ cứng của Khổng Minh, quá ngày xưa nó chém Khổng Minh mấy lần chém hụt đó. Xong Khổng Minh dụ nó, Khổng Minh bắt mẹ nó, Khổng Minh cho uống raw fusion, mẹ nó khen raw fusion ngon đó. Xong rồi cái mẹ nó kêu là con tháng nào cũng mua cho mẹ hũ raw fusion uống đi. Xong cái Khương Duy nó không được đâu mẫu hậu. Nói chung là con rất là thương mẹ, rất là quý mẹ, nhưng mà raw fusion do công ty BBT độc quyền rồi, mà công ty BBT chỉ chơi với Gia Cát Lượng thôi. Vì thôi mày qua mày làm tướng cho Gia Cát Lượng đi, nó cho tao raw fusion miễn phí. Khương Di không còn đường nào khác, Khương Di phải nghe lời của mẹ. Bởi vì trong cái câu chuyện mà Tam Quốc đó đó mấy em, có hai cái mối tình mẫu tử, một là mối tình mẫu tử của Từ Thứ, và hai là mối tình mẫu tử của Khương Duy, nó làm lay động trái tim của người con đó mấy em. Alo, cái mẫu sẽ là con Nguyễn không ạ? Dạ, anh em ở bên tổng đài. Em đang ở gần BBT cho xin chụp hình chút được không anh? Mà vô đây mày mua đồ đi rồi chụp. Chứ mày đang ở gần BBT, tao ra chụp hình với mày mày úp sọt tao sao? Trời đất ơi, mấy cái màn quảng cáo đẻo này là của tao đó. Nhưng mà tao lồng tiếng không có được, nên tao bán bản quyền cho Thánh Lồng Tiếng, mày hiểu không? Bây giờ mày thấy Thánh Lồng Tiếng bây giờ quảng cáo đẻo y như tao vậy đó.